ca sĩ Phi Nhung qua đời. Đại diện gia đình cho biết nữ ca sĩ rút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8. Trưa ngày 28 tháng 9, đại diện gia đình xác nhận với Dinh Phi Nhung đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19. Sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu từ hôm ngày 23 tháng 9. Từ Mỹ, Trixie Phương Trinh cho hay cô được con gái Phi Nhung chia sẻ về tình trạng của nữ ca sĩ trong tối ngày 23 tháng 9. Cô và gia đình đã mong cầu phép màu đến với Phi Nhung. Bác sĩ đã nói với Wendy rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Nhận tin đó, tôi xuống tinh thần, cả ngày bần thần. Mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung, tôi lại bật khóc. Tâm lý đã chuẩn bị từ lâu nhưng không thể nào không buồn, xót xa, ca sĩ tâm sự. Trước đó, Trixie Phương Trinh thể hiện sự lo lắng cho đàn em trên trang cá nhân. Phi Nhung ơi, em không được bỏ cuộc nhé. Wendy và các con cần em. Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Gia An từ ngày 19 tháng 8. Lúc đầu cô tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai. Cô sang Mỹ định cư từ năm 1989. Cô là một trong những giọng ca trữ tình, dân ca được khán giả yêu thích hàng đầu. Một số bài hát gắn liền tên tuổi với Phi Nhung như Bông Điên Điển, Con Gái Của Mẹ, Phải Lòng Người Con Gái Bến Tre. Năm 2002, cô chính thức về nước biểu diễn. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia đóng phim truyền hình, điện ảnh, diễn hài. Trên sân khấu, cô và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý, thể hiện thành công nhiều ca khúc trữ tình. Phi Nhung có một con gái, tên Wendy Phạm, đang làm y tá ở Mỹ. Ngoài ra, cô nhận nuôi nhiều trẻ em khó khăn, cơ nhỡ. Trong đó, có Hồ Văn Cường, quán quân The Voice Kids 2016.